Xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh ẩm thực đa sắc màu. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn một cách làm sườn chua ngọt đơn giản tại nhà. Món ăn này rất là hao cơm, được nhiều người yêu thích. Nó rất là thông dụng trong mỗi gian bếp nhiều gia đình. Với cách làm ngon của nhà hàng thì mình đã lược bớt để đơn giản hóa lại cho các bạn dễ làm, đảm bảo sẽ tốn cơm. Để thực hiện cái món ăn này, mình cần có những nguyên liệu như sau. Sườn tươi mình sử dụng ở 600g. Tiếp theo là các loại gia vị như là nước mắm, dầu hào, mì chính, nước lọc, đường mơ. Mình phi sẵn một hộp hành mình để trong tủ lạnh. Đó, mình múc ra nó sẽ như thế này. Tỏi băm, tương ớt, dầu ăn, nước hàng. Nước hàng này thì mình đã chia sẻ 7 cách làm ở trong kênh của mình rồi. Giấm, hạt nêm heo, tiêu xay. Và cuối cùng là một cái cân tiểu ly để mình cân cái định lượng. Với sườn thì các bạn mua về chặt miếng vừa ăn. Với các bạn bóp với muối, một chút bột mì. Rồi các bạn trần nhanh qua với nước sôi khoảng tầm 2 phút với gừng đập dập và một chút muối. Đấy, sau đó các bạn vớt ra và rửa thật sạch. Ở cái bước làm này thì mình không cần chia sẻ nữa để đỡ mất thời gian của các bạn. Và cái phần định lượng chi tiết thì mình sẽ ghi ở trên màn hình cuối video cho các bạn tiện theo dõi. Chân sườn thì các bạn sẽ tính từ lúc bắt đầu nước đổ vào đến lúc nước sôi là 2 phút. Sau đấy mình sẽ tắt bếp, sẽ đem sườn ra và rửa thật sạch cái vụn cặn đi. Rồi các bạn bật bếp làm nóng chảo. Mình sẽ cho vào đây một cái lượng dầu tương ứng với số sườn mình có. Mình đã rửa sạch và để ráo các bạn nhé, cho nó đỡ nước đi. Vào đây khoảng một thìa cà phê bột mì hoặc là bột bắp các bạn nhé. Có tác dụng làm cho nó đỡ bắn dầu. Món này các bạn bắt buộc phải thực hiện những cái bước như trên mình vừa làm qua. Không chỉ là các bạn chiên không thôi, mà các bạn cần phải trần sườn. Thứ nhất là nó đỡ hôi, làm cái miếng sườn nó co lại, róc theo cái xương. Còn cái phần chiên này thì làm cho miếng sườn chúng ta sẽ xém cạnh. Và lúc chúng ta ăn nó sẽ róc cái xương ra khỏi thịt, rất là dễ ăn. Các bạn cần chiên sơ thôi, không cần phải chiên kỹ. Tránh trường hợp nó quắt sườn và nó làm cho sườn bị khô. Bật bếp làm nóng chảo, mình sẽ cho vào đây một cái lượng dầu. Không cần phải nhiều dầu bởi vì trong sườn nó còn tiết ra mỡ nữa. Khi thơm tỏi băm, hành tím. Các bạn không cần dùng hành như mình mà các bạn dùng hành tím tươi các bạn băm ra nhé. Bây giờ là cái bước để mình pha cái sốt trước. Khi tỏi và hành đã ngả vàng có mùi thơm, mình cho nước lọc vào. Rồi để đạt được cái món ăn của chúng ta có độ mềm nhất định thì mình phải cho vào đây một cái lượng nước vừa phải, đủ vừa với số lượng sườn mình cần làm. Tiếp theo các bạn đưa lửa về mức nhỏ, đừng mơ. Hạt nêm heo, mì chính, nước mắm, dầu hào, tương ớt, nước hàng kho cá, giấm gạo. Rồi các bạn sẽ nấu cái nộp sốt trước cho nó sôi và nó tán gia vị đi. Sau đấy mình sẽ nêm nếm điều chỉnh lại cho nó hợp với vùng miền và từng gia đình. Các bạn mới cho sườn vào. Theo mình sẽ cho sườn vào các bạn nhé. Tại sao mà mình cho nhiều nước sốt như này? Vì các bạn nên nhớ là món sườn có cái độ sệt, độ keo lại thì các bạn sẽ nấu một lúc khoảng 10-15 phút gì đấy cho miếng sườn nó mềm, và thứ hai là làm cho miếng sườn nó róc ra khỏi phần xương, và thứ ba là cái sốt của sườn nó sẽ keo lại, sệt lại, tạo cái độ sánh bóng cho sườn, tạo cái độ sánh cho nước sốt. Thì chúng ta sẽ có tương ớt và dầu hào. Vì vậy các bạn căn chỉnh làm sao cho nó phù hợp, không nên cho nhiều dầu hào quá. Vì vậy các bạn nên lưu ý những cái kiến thức mình chia sẻ đây. Ví dụ như mà nhạt quá thì các bạn có thể cho thêm một chút nước mắm hoặc thêm một chút hạt nêm, chứ các bạn không nên cho dầu hào. Dầu hào thì nó làm bóng và đẹp miếng sườn. Các bạn nấu đến cuối buổi nó kẹo lại và nó rất là sệt. Cái này chỉ cần đủ sánh nhẹ nhẹ vừa phải thôi. Các bạn có thể thấy nước sốt chúng ta sánh nhẹ vừa phải thôi, không cần sánh nhiều. Cái bước này thì các bạn cho lửa thật nhỏ thôi để cho nó om miếng sườn lại một chút. Lửa to quá thì cái sốt nó sẽ dễ bị cháy và nó đặc quá. Cái nước sốt của sườn chua ngọt nó sệt lại và nó chuyển cái màu trong như thế này. Đấy, lúc này nó rất đục và miếng sườn cũng đã mềm rồi. Mình muốn giữ lại một chút nước sốt để mình ăn với cơm thì các bạn có thể tắt bếp ngay. Đừng có cho nó sệt quá mà nó đặc khó ăn. Đấy, các bạn có thể nước lỏng như này được. Và mình tắt bếp đem ra thưởng thức cùng với cơm nóng các bạn nhé. Cuối cùng mình sẽ rắc một chút tiêu bột lên đây. Đây là cái thành phẩm đĩa sườn chua ngọt của mình vừa thực hiện xong. Và cái món này các bạn thưởng thức cùng với cơm nóng sẽ rất là ngon. Lưu ý một đặc điểm là món này không có hành các bạn nhé. Nên là các bạn đừng có cắt hành nhỏ mini mà rắc lên bên trên. Món sườn chua ngọt này người ta chế biến xong người ta sẽ đem như thế này ra cho khách ăn, chứ không có hành rắc bên trên. Và đây là cái món sườn mình làm với gia vị ở nhà. Còn ở quán thì cũng như thế này, nhưng mà người ta có thêm ketchup, tương cà, và có một số vùng thì người ta vẫn dùng ớt chuông đỏ, ớt chuông xanh, ớt chuông vàng người ta nấu vào đây, hoặc là có thể có thêm dứa nữa. Bởi vì là cái món sườn này nó lai tạo rất là nhiều kiểu, nhưng mà cái kiểu này mình làm đơn giản nhất, chẳng thông dụng, và mình đã hạn chế một số nguyên liệu nhà hàng để mình làm theo cách ở nhà cho các bạn dễ làm.
Hy vọng quý vị và các bạn thực hiện thành công với cái món ăn này tại nhà để thay đổi thực đơn cho gia đình. Video của mình đến đây cũng xin phép được khép lại. Nếu quý vị và các bạn mà thấy video của mình hay và hữu ích thì hãy cho mình một like. Đồng thời đăng ký kênh, nhấn vào chuông thông báo để luôn nhận được những video mới nhất mà kênh của mình thường xuyên cập nhật. Cuối cùng, xin kính chúc quý vị và các bạn thật nhiều sức khỏe, luôn luôn vui vẻ, hạnh phúc trong cuộc sống. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.